Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế." Các mối họa. Luca chương 6, từ câu 24 đến câu 26. "Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã được cha ông họ đối xử như thế." Chào bà và anh chị em trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thì Thánh Matthew ghi lại bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, hay còn được gọi là 80 phút hiến chương nước trời. Còn trong Tin Mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Thánh Luca ghi lại lời giảng của Chúa Giêsu có 4 mối phúc và 4 mối họa. Bốn mối phúc và bốn mối họa song song đối nghịch nhau. Phúc cho những người nghèo thì khốn và họa cho những người giàu. Phúc cho những người bây giờ đang phải đói thì khốn cho những người được no nê, đang được no nê. Phúc cho những ai sầu khổ phải khóc lóc thì khốn cho những ai bây giờ đang được vui cười. Và phúc cho những ai bị bách hại, bị lên án, bị loại trừ vì con người, vì Chúa Giêsu đó, thì khốn cho những người được người đời tung hô, được người đời khen ngợi. Vâng, kính thương bà và anh chị em, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trong một thời đại mà người ta gọi là đề cao sự thành công về mặt con người, sự giàu có, được sống hạnh phúc, vui vẻ, nhàn hạ theo cái nghĩa thế gian này, thì những lời của Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta, những môn đệ của người, những ai lắng nghe người hôm nay, quả thật rất khó nghe, rất khó nghe, thương bảo và anh chị em. Nhưng nếu chúng ta sống đức tin, đi vào con đường hẹp mà Chúa Giêsu mời gọi, chúng ta sẽ thấy ở đây không phải là Chúa Giêsu lên án những người giàu, không phải là Chúa Giêsu lên án những người đang cảm thấy mình được bình an, vui cười, và lên án những người đang được người khác cảm thấy như là mẫu gương được khen ngợi. Không. Nhưng đây Chúa Giêsu cảnh báo những ai muốn đi theo Ngài, cảnh báo những ai muốn được hưởng sự sống đời đời rằng cái con đường rộng, con đường thanh thang đó, nó có nguy cơ làm cho người ta mất sự sống đời đời, và do đó khốn cho những người đi vào con đường đó.
tung hô, được khen ngợi vì người ta chống lại con người, chống lại Đức Giêsu. Nếu người ta được khen ngợi, được tung hô bởi vì người ta có thể thỏa hiệp đi vào cái con đường rộng chứ không phải đi vào con đường hẹp của con người, nghĩa là của Chúa Giêsu, thì đó là khốn. Bởi vì đó là con đường có nguy cơ đánh mất sự sống đời đời. Nếu như người ta giàu có, người ta được vui cười, mà cái sự giàu có, cái sự vui cười ấy coi chừng là con đường, là cách thế loại trừ anh chị em của mình, chà đạp lên nhân phẩm anh chị em của mình, thì con đường đó, sự vui cười, sự giàu có đó là điều khốn cho con người ta. Thương bảo anh chị em, ngay sau đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu mời gọi những ai đi theo Ngài yêu thương cả địch thủ, yêu thương cả những người gọi là mình thường coi là khó yêu thương nhất. Vậy là Chúa Giêsu đề cao và mời gọi các môn đệ của người đón nhận anh chị em của mình, đón nhận tất cả mọi người. Và nếu như con đường nào, cách thế nào chà đạp anh chị em của mình, loại trừ anh chị em của mình, đó là con đường khốn. Xin Chúa Giêsu là đấng đã công bố những mối phúc và cảnh báo những điều khốn cho con người ta, xin Ngài nâng đỡ đức tin của mỗi người chúng ta, để chúng ta ý thức rằng con đường hẹp, mà con đường hẹp đó là con đường dẫn tới sự sống đời đời. Con đường hẹp đó là con đường đón nhận anh chị em của mình và để cho anh chị em của mình được sống, chứ không phải chỉ một mình ta được sống. Xin Ngài nâng đỡ mỗi người chúng ta, ban thêm cho mỗi người chúng ta sức mạnh để chúng ta sống niềm vui. Niềm vui là con cái của Thầy Giêsu. Cảm ơn bạn và anh chị em.